Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, được sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà hảo tâm, nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được khám tư vấn miễn phí bệnh tim. Qua các chương trình đã phát hiện hàng ngàn trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh và hàng trăm em được hỗ trợ phẫu thuật, giúp trẻ có trái tim khỏe mạnh, phát triển bình thường. Qua chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh do Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk tổ chức, cháu Yu Minie sinh năm 2016, con trai chị Hờ Ngendie ở Buôn Tai, xã Krông Dinh, huyện Madarak đã phát hiện cháu bị thông liên thất. Theo bác sĩ, trường hợp của cháu Yu Min đang ở giai đoạn nhẹ, nếu phẫu thuật kịp thời sẽ giảm rủi ro và chi phí cũng thấp hơn. Nhưng nỗi lo của chị đã không còn khi Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk kết nối với các đơn vị tài trợ 100% chi phí phẫu thuật và tiền ăn ở đi lại cho mẹ con chị. Em cũng được bác sĩ hỗ trợ giấy tờ để được mổ miễn phí. Em cũng vui mừng lắm để được biết con mình sắp được. Nhân cái cơ hội này thì một số những trẻ, đặc biệt là trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ có cái cơ hội được phẫu thuật tim với một cái chi phí phẫu thuật rất là lớn và có thể là sẽ đem lại sự sống cho các cháu. Năm 2024, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các bệnh viện tổ chức hai đợt khám sàng lọc, tầm soát và tư vấn miễn phí bệnh tim cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dưới 16 tuổi. Trong đó, đợt 1 từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 3 năm 2024 đã khám sàng lọc, tầm soát và tư vấn miễn phí bệnh tim cho trên 600 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại hai huyện Esup và Madarak. Qua đó, phát hiện chỉ định siêu âm gần 180 trường hợp, 17 trường hợp tiếp tục theo dõi, 1 trường hợp can thiệp thủ thuật và 6 trường hợp chỉ định phẫu thuật, tổng kinh phí thực hiện trên 600 triệu đồng. Đây là chương trình có ý nghĩa nhất và từ trước tới nay em từng biết, bây giờ là có chương trình này em cũng vui và để đem con em lại đây để mà tâm khám. Cũng có một số cái biểu hiện hoặc là dấu hiệu ở trên trẻ mà dựa vào đó mình có thể nghi ngờ bé là có một cái bệnh, có vấn đề gì đó về tim, ví dụ như là bé hay thở nhanh, thở mệt, hay là bé không có bú được nhiều, bé không có lên cân được, hoặc là bé thường hay bị các bệnh về đường hô hấp mà phải mà tái đi tái lại nhiều lần, thì đó là những dấu hiệu dễ phát hiện và thường gặp đối với những trẻ mà có bị bệnh tim bẩm sinh. Thông qua sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà hảo tâm, từ năm 2006 đến nay, hơn 27.000 trẻ em trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh và đã phát hiện phẫu thuật tim miễn phí cho hàng trăm trẻ em nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí hơn 40 tỷ đồng. Chi phí phẫu thuật cho một ca bệnh tim rất lớn, nhất là đối với các gia đình khó khăn, với sự đồng hành của các nhà hảo tâm sẽ giúp thêm nhiều trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh được khám phẫu thuật, qua đó thắp sáng hy vọng giúp các em có tương lai tươi sáng hơn.